Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Nguyễn Quốc Nhật Minh, nam sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về Gia Lai. Giành được vòng nguyệt quế vòng thi quý 2 với 250 điểm, em Nguyễn Quốc Nhật Minh lớp 11C2A, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai đã chính thức sở hữu tấm vé vào chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Với thành tích này, Nhật Minh trở thành học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về với phố núi. Vòng thi quý 2 cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 vừa được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam vào chiều ngày 7 tháng 4. Cùng tranh tài với Nhật Minh là ba nhà leo núi Nguyễn Thanh Phương, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Minh Đình Thiên, trường Trung học phổ thông Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và Lê Phạm Minh Toàn, trường Tiểu học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Thánh Tông của thành phố Hồ Chí Minh. Ở vòng thi này, Nhật Minh đã thực sự chứng minh được bản lĩnh cùng trí tuệ của mình khi liên tiếp dẫn đầu ở các phần thi. Đặc biệt, nam sinh Gia Lai đã có màn tăng tốc và về đích ấn tượng với phần trả lời gần như chính xác và nhanh nhất các câu hỏi để mang về điểm số cách biệt 250, ghi tên mình vào vòng chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người thân, thầy cô và cổ động viên tỉnh nhà. Nguyễn Quốc Nhật Minh sinh ra và lớn lên tại phố núi Pleiku trong một gia đình có ba và mẹ đều là giáo viên. Tiếp nối truyền thống hiếu học ấy, từ nhỏ, Minh đã luôn chăm chỉ và tự giác trong học tập. Hầu như học giỏi tất cả các môn, song đam mê nhất với Nhật Minh là Anh ngữ. Ngoài việc trau dồi trên lớp, Minh còn chủ động xem các chương trình tiếng Anh trên TV để nâng cao kỹ năng ngoại ngữ. Năm lớp 4, em thử sức với cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet IOE và mang về giải nhất cấp trường, giải nhì cấp thành phố. Niềm đam mê Anh ngữ tiếp tục được Minh nuôi dưỡng qua những năm trung học cơ sở rồi đến trung học phổ thông khi em trúng tuyển vào lớp chuyên Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Ở môi trường thuận lợi, Minh có điều kiện nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thông qua sự chủ động của bản thân cũng như sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè. Minh cũng dự định tiếp tục theo đuổi đam mê với kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp. Tuy nhiên, sau đó em đã bén duyên với cuộc thi đường lên đỉnh Olympia và quyết định rẽ lối vì muốn bản thân có thể khám phá nhiều điều mới mẻ hơn ngoài tiếng Anh. Nhật Minh cho hay, em biết đến đường lên đỉnh Olympia từ khi còn là học sinh lớp 5. Tuy nhiên, em không theo dõi thường xuyên và cũng chẳng để tâm đến vì cho rằng bản thân không đủ khả năng chinh phục sân chơi trí tuệ này. Mãi đến lúc vào học tại trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và xem các anh chị tranh tài ở cuộc thi cấp trường năm ngoái, em mới cảm thấy hứng thú và tìm hiểu kỹ hơn về Olympia. Hành trình chinh phục đỉnh núi tri thức của Nhật Minh khởi đầu bằng việc thử sức ở các kỳ thi thử do câu lạc bộ Huyền thoại Vua Hùng của trường tổ chức. Với kết quả khả quan đạt được, em đã mạnh dạn đăng ký thi đường lên đỉnh Olympia cấp trường mùa 7 năm học 2023 đến 2024. Vượt qua hai vòng loại, bán kết rồi đến chung kết, Nhật Minh đã xuất sắc giành chiến thắng và trở thành gương mặt đại diện cho trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 của đài truyền hình Việt Nam. Nhược điểm của em là sự thiếu tự tin vào bản thân, vì vậy, trước mỗi vòng thi, em đều khá lo lắng. Tuy nhiên, dưới sự động viên, hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên câu lạc bộ Huyền thoại Vua Hùng cùng gia đình, thầy cô, em đã tập trung chuẩn bị tâm thế và kiến thức vững vàng để leo núi thật tốt tại trường quay của đài truyền hình Việt Nam, Nhật Minh bày tỏ. Và rồi, sự nỗ lực và quyết tâm chinh phục đỉnh Olympia của chàng trai phố núi Nguyễn Quốc Nhật Minh đã mang về trái ngọt khi em xuất sắc vượt qua các vòng thi tuần 3, tháng 3, quý 2 và sở hữu tấm vé bước vào trận chung kết năm thứ 24 của cuộc thi với số điểm lần lượt là 260, 190 và 250 điểm. Đáng chú ý, với sở trường của mình, tất cả các câu hỏi bằng tiếng Anh mà chương trình đưa ra tại các vòng thi, Minh đều ghi điểm với câu trả lời nhanh và chính xác. Nhắc về kỷ niệm với các vòng thi, Nhật Minh cho hay, em ấn tượng nhất với vòng thi tuần bởi cuộc đua khá gay cấn, thí sinh suýt soát nhau từng điểm số. Đặc biệt, em khá tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ câu hỏi phụ để giành vòng nguyệt quế chỉ vì sự cố cá nhân. Lúc đó, dù đã có đáp án và quyết định trả lời, nhưng em lại bị trượt tay khỏi chuột máy tính và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về bạn, Lê Trà My, trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Sau vòng thi quý 2, mọi người đã dành cho em rất nhiều lời chúc mừng. Em rất vui vì đã chiến thắng bản thân và gặt hái được thành tích ở lĩnh vực mà mình mới vừa bén duyên và theo đuổi. Càng hạnh phúc hơn khi mình là người đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về với trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và tỉnh nhà, Nhật Minh phấn khởi nói. Chiến thắng của Nhật Minh ở vòng thi quý đã mang đến nhiều cảm xúc cho hàng ngàn cổ động viên Gia Lai, đặc biệt là gia đình, thầy cô và bạn bè. Em Dương Tiến Hải, lớp 12C3A, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, thành viên câu lạc bộ Huyền thoại Vua Hùng, hào hứng chia sẻ, từng tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.
và khá tiếc nuối khi phải dừng chân ở vòng thi tháng, nên thành tích năm nay của Nhật Minh đã khiến em cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào. Từ khi tham gia câu lạc bộ Huyền Thoại Vua Hùng, Minh đã rất tích cực tham gia các buổi luyện tập và thể hiện mong muốn học hỏi, quyết tâm chinh phục thử thách. Thành quả mà em đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Trước thành tích mà con trai Nhật Minh vừa đạt được, bà Nguyễn Thị Huyền xúc động tâm sự, từ bé đến giờ, Minh rất chăm học nhưng lại khá trầm tính và sống hướng nội. Ba mẹ biết vậy nên luôn ủng hộ mọi quyết định của Minh và động viên con cố gắng theo đuổi mục tiêu đề ra. Qua cuộc thi này, điều khiến chúng tôi mừng nhất, ngoài thành tích mà Minh đạt được, còn là sự tự tin, cởi mở và hòa đồng hơn của con. Mong rằng, con sẽ tiếp tục duy trì bản lĩnh để đạt được kết quả tốt ở trận chung kết sắp đến. Nhìn lại hành trình vừa qua, Nhật Minh bộc bạch có một câu nói mà em rất thích và lấy đó làm kim chỉ nam trong học tập và cuộc sống của mình. Đó là nếu như bạn muốn dừng lại thì hãy nhớ đến lý do mà bạn đã bắt đầu. Đã có lúc em phân vân giữa việc chinh phục Olympia hay kỳ thi chọn học sinh giỏi. Tuy nhiên, sau đó vì câu nói trên mà em đã kiên định lập trường và gặt hái được những thành công nhất định trên con đường mà mình lựa chọn. Hiện tại, em đang tích cực củng cố, mở rộng và nâng cao kiến thức trên tất cả các lĩnh vực để chuẩn bị cho trận chung kết năm sắp tới. Cố gắng đạt được thành tích tốt nhất trong khả năng, Minh nêu quyết tâm. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.